Rồi mình xin chào tất cả các bạn nhé. Rồi mình chúc các bạn có một ngày mới an lành và thật nhiều sức khỏe nha các bạn. Rồi thì hôm nay ở cái cây sứ này là mình vừa rồi mình có sang trồng cho nó, mình đô nó lên nè. Đó rồi nó có một cốt cao lắm, nên là mình cũng chiết cái cốt đó luôn. Đó, để mình chơi một cái cây tán tròn nữa các bạn. Cho nên mình chiết một bút chì. Để cho cái bộ tán nó thun ngắn lại để nó có một cái bộ tán tròn. Thì hôm nay là nó được hơn 3 tháng rồi. Mình chiết nó cũng được hơn 3 tháng rồi. Hôm nay là rễ nó ra cũng nhiều rồi các bạn. Tại vì em nọt giờ mình vẫn thấy bông nó ra cho nên mình vẫn cứ nuôi nó mà đến bây giờ này là cũng cả hơn 3 tháng rồi. Hoa nó cũng đã ra luôn rồi các bạn ạ. Đó, hoa của nó thì rất to. À, hoa nó đỏ nhung luôn các bạn. Đẹp lắm, bốn lớp. Đây, nụ của nó đây. Đó, có đã ra nụ ra hoa. Có cái mặt hoa nó đẹp lắm mà nó không có tên các bạn ạ. Tại vì nó là xứ hạt bây giờ cho nên là nó nhiều quá rồi cho nên không đặt tên nữa. Chỉ là hoa ba lớp giống mới thôi. Đó, thì hôm nay đó, nụ của nó cũng đứng nụ lắm các bạn. Bốn lớp chứ mà nụ nó đứng lâu lắm. Thì ngày hôm nay á mình sẽ xả cái nhánh chiết cho nó các bạn ơi. Vì hôm nay rễ nó ra nhiều lắm rồi thì hôm nay mình cũng quay lại cho các bạn xem nào. Đó, mình chơi cái đây là một cốt tàn dù nè. Sau này nó có ra bộ đế, mình sửa bộ đế nôm các bạn. Thì chiết cái kiểu như vậy nè. Rễ nó ra nhiều lắm, mình cứ để lâu cũng được các bạn ạ. Để 2 tháng hoặc 3 tháng, 4 tháng cũng được. Càng để lâu khi nào mình thấy rễ nó ra đầy cái ly rồi thì mình hạ cũng được. Còn đây là hai cái bầu chiết mỏ vịt nè. Một bầu thì ra rễ, còn bầu thì không ra rễ. Đó, thì hôm nay là mình quay lên cho các bạn xem. Rồi mình sẽ xả tàn, mình sẽ xả cái nhánh chiết xuống để mình chơi một cái cây cúc một cốt tàn dù. Rồi bây giờ mình bỏ hết bông nó đi các bạn ạ. Bỏ hết bông nó đi rồi mình hạ nhánh chiết. Để bông nó hút ghê lắm. Thì hai cái chiết mỏ vịt này nó bị một cái nó bị không có ra rễ các bạn. Chỉ có một cái một bầu ra rễ thôi. Sau hơn 2 tháng, gần 3 tháng nữa các bạn, bắt đầu là mình mới thả nhánh chiết đó. Để nó ra. Thì nó ra rễ nhưng mà cái ra được có một cái không ra, nó không ra mình cũng xả luôn các bạn ơi, mình xả để cho nó lên lại các bạn. Cái này có thể là mình sẽ nhổ nó lên mình làm xử lý rễ nó luôn. Cái này nó không ra rễ các bạn. Mà mình cứ để cho khô đi rồi mình cứ để nó trong bầu này coi nó có ra rễ không các bạn.
giờ là phải xịt nước. Xịt nước cho nó lộ cái bộ rễ nó ra rồi mình mới cắt được các bạn. Rồi mình xả cái này mình lột cái mũi dao vô bên trong á, mình cho nó có một cái vết cắt đi đá rồi bắt đầu mình mới bẻ nó dễ các bạn. Để vậy là nó khó lắm, bẻ nó dai lắm. Rồi các bạn ơi, thì mình đã xịt nước cho nó sạch rồi nè. Thì cái này là mình phải trồng liền nha các bạn nhé. Mình hạ nó xong rồi mình lấy cái keo 502 mình bôi vô cái vết cắt nha các bạn. Thì mình cứ rút con dao vô đây nè. Đó, nó có cái khe đây nè, có tí xíu đây, mình rút con dao vô để cho nó có cái vết cắt rồi. Thì bây giờ mình bẻ nó dễ các bạn. Đó, cái này là một cây mình một cốt nha các bạn nhé. Xong bạn có bộ rễ đã không? Đó, mình trên này mình mai mốt mình phải xả nữa cho nó nhanh tàn nè các bạn. Giờ mình sẽ bôi keo 502 vô đây. Đó, bôi vô cái vết thương này cho nó liền da, xong rồi mình trồng nó, trồng cái chất trồng ẩm ẩm này. Ở đây thì cái này nó có một cái ra rễ thôi. Cái này mình để cả tháng mình trồng từ từ nó cũng ra rễ rồi các bạn. Mình cứ để một tháng, khi nào mà nó khô rồi mình sẽ nhúng nước nó, thỉnh thoảng nhúng 3M kích rễ cho nó các bạn. Còn cái này thì mình thấy bao giờ nó khô rồi lại nhúng nước, rồi cứ để vậy là nó từ từ nó sẽ ra rễ thôi. Bây giờ là chưa có một miếng rễ nào đó. Còn cái này thì rễ của nó đây, cả chùm nè các bạn. Rễ của nó thấy mê luôn. Đó, trên này nốt cho nó phân tàn. Mặt hoa của nó này các bạn. Hoa rất đẹp. Hoa cũng to lắm. Cái này thì nó mới nở nè, 4 lớp. Rồi bây giờ mình sẽ lấy keo 502 mình bôi vô đây rồi mình trồng nha các bạn nhé. Rồi các bạn, thì sau một thời gian là có một tháng đó các bạn, thì đây một cái nhánh chiết là một cùng một cái cây đây. Mình chiết là cái nhánh này là cái chiết nguyên cung, không phải chiết cái này, là chiết gọt bút chì được các bạn. Thì mình chiết nguyên cái nhánh này để mình chơi cái cây đế nôm nha các bạn nhé. Mình sửa bộ đế nôm, còn bên trên thì nó là bộ tán, mình sẽ cho nó phân tàn nó thành bộ tán tàn tròn. Thì lúc đầu mình cũng nói rồi đó, là mình chiết cái này là chiết khoanh chiết cọc bút chì á, thì nó sẽ cho ra bộ đế nôm nha các bạn. Thì vừa hôm mình hạ nhánh chiết xong rồi mình cũng cắm đài vô đây nè các bạn. Mình chỉ có cắm đài sơ thôi, rồi một tuần sau bắt đầu là mình mới tưới, rồi mình cứ để đó, nay được tháng rồi nè mà nó vẫn phát triển khỏe nè các bạn, nó không có rụng lá rụng gì nè, nó cũng bắn tược ra nó lên nè. Đó, thì cái cây này là tại vì bữa hôm đó là mình đã bung, mình xịt nước á, bung hết chất trồng nó ra, cho nên là mình phải trồng ngay. Thì mình bôi keo 502 qua hôm sau là mình trồng vô các bạn, nhưng mà mình không có tưới ngay đâu. Thì mình cứ để chất trồng nó ẩm ẩm khoảng một tuần sau bắt đầu mình mới tưới cho nó. Còn cái này là một tháng sau nữa các bạn. Đó, thì vừa rồi các bạn thấy không? Lúc mà mình xả nó thì nó ít rễ lắm nha các bạn nhé. Mình cứ để khi nào mà nó khô thì mình nhúng rễ, mà cái này mình nhúng nước á các bạn. Thì một tháng nay mình nhúng kích rễ cho nó 3 lần rồi. Còn bình thường thì nó khô thì mình cứ nhúng nước thường thôi. Cách 10 ngày mình mới nhúng kích rễ cho nó. Mà rễ các bạn thấy nó ra nè, đó, nó ra nghẹt luôn rồi nè. Thì vừa rồi hai nhánh chiết mỏ vịt thì nó bị hư hết nhánh, nó không ra rễ các bạn nè. Nhưng mà nó vẫn không chết các bạn. Mình có bỏ hết lá nó đi nè, để cho từ từ nó ra rễ. Thì cái chất trồng trong này là ẩm thôi chứ mình không có nhúng nước các bạn. Lâu lâu mình thấy nó khô thì mình cứ cho nó tí xíu nước rồi nó lại hút lên, nó có cái độ ẩm thôi. Cái này là nó không có rễ cho nên nó không hút nước được đâu.
mà để vậy cứ vậy từ từ là sau này nó sẽ ra thôi nha các bạn nhé. Cửa của nó là cũng không bị hư nè, lá của nó cả tháng chờ để hai lá mà nó vẫn tươi nha các bạn nhé, rồi từ từ nó sẽ ra rễ. Còn cái này các bạn thấy là để mình cắt ra rồi sao nha các bạn nhé. Rồi các bạn mình đã lòn cái mũi kéo nó vùng cắt này, mình cắt không có để cho nó đứt rễ nha các bạn nhé. Đó các bạn thấy sau một tháng trời các bạn thấy là rễ nó ra thì đã không? Thì đó cái nhánh này bữa hôm mà mình hạn nhánh chết thì các bạn thấy rồi đó, rễ ít lắm. Tháng trời là chỗ này nó cũng muốn ra rễ luôn rồi các bạn. Bây giờ trồng xuống là chỗ này là nó gặp chất trồng với tưới nước vô là nó bung rễ luôn nha các bạn nhé. Cái này bộ rễ của nó chín luôn rồi nè các bạn nhé. Hôm xả xuống có chút xíu rễ à. Tại vì cái này thì mình chiết trước các bạn. Hai nhánh này thì sau này mình mới chiết, cho nên lúc mình hạ cái nhánh này á là cái nhánh này nó ít rễ lắm. Nhưng mà tại vì mình xả tàn cái cây đó cho nên mình phải hạ luôn. Nhưng mà một tháng trời mình để ở ngoài các bạn nó rất là ổn định nha các bạn nhé. Khi nào mà thấy nó khô cái mình lại nhúng nước. Nó khô nhúng nước 10 ngày nhúng chất trồng chất kích thích rễ cho nó là rễ nó ra vậy nữa các bạn. Cây phát triển khỏe luôn. Cái này hôm đó bông nó đây nè. Đó cái thực bông đó nè, mà giờ nó cũng vẫn nhú lên nó lên như các bạn nhé. Nhưng mà giờ cái này trồng xuống là ngon lành. Đó thì cái có cái nhánh này thất bại nhưng mà cứ để vậy các bạn, rồi từ từ nó cũng sẽ ra rễ. Cái này thì nó phát triển chậm lắm. Để qua bên. Rồi còn cái này nè các bạn. Thì bữa hôm đó là mình cũng qua ngày hôm sau mình cũng cắm đài nó luôn. Thì cái cây này lúc mình xả nhánh chiết xuống là mình bôi keo 502 vô cái vết cắt liền nha các bạn. Mình để sáng ngày hôm sau, qua ngày hôm sau đó rồi mình mới trồng xuống, là mình trồng cái chất trồng ẩm ẩm đó. Rồi 3-4 ngày sau bắt đầu mình mới tưới. Nói chung là mình cũng không phải tưới nữa các bạn. Mình cho nước nó thấm từ dưới đây thấm lên tới đây thôi. Còn bên trên này là nó vẫn khô nè. Thấm nước đây là nó đưa lên rồi từ từ nó hấp thụ rồi nó không bị hư các bạn ạ. Rồi cho đến một tuần sau bắt đầu là mình mới tưới nhiều cho nó. Để giờ mình cái này là mình sửa rễ nó luôn nha các bạn nhé. Thì sau một tháng giờ mình sẽ bung nó ra đồ để mình sửa rễ nôm cho nó các bạn. Cái này cái hôm đó nó ra rễ đã lắm. Hôm qua mình mới tưới nè. Bây giờ mình làm sao đừng cho để cho nó bị đứt rễ. Đó. Mình lấy cái chai này nữa các bạn. Mình để vô cái bên trên nó mình trồng xuống mà mình cho nó nằm cách mặt đất á. Mấy ngày sau bắt đầu mình mới lắp thêm chất trồng vô. Chứ mình sợ là chất lúc mà nó cái độ ẩm cái nước của nó thấm vô đó các bạn thì nó sẽ bị thối. Đó. Tuần sau bắt đầu mình mới lắp đất vô mình tưới các bạn. Bây giờ mình sẽ đi rửa cái bộ rễ này. Để coi mình mấy cái rễ nào mà lấy được thì mình để nha các bạn nhé. Mình sẽ bỏ bớt rễ đi. Mà đồng thời sẽ không làm tổn thương ở bên dưới này nha các bạn. Không làm đứt rễ mà cũng không làm tổn thương. Để mình sẽ trồng lại ngay luôn. Rồi mình đã trồng xong hai cái nhánh chiết này rồi. Rồi còn cái nhánh này để từ từ nha các bạn nhé. Rồi nó cũng sẽ là rễ thôi. Mình coi nó lì nó cứng đầu cỡ nào. Ôi clip dài quá rồi. Rồi thì mình cũng xin chào tất cả các bạn nhé. Đó mình cũng xử lý cái cây này mình làm sao để cho nó có dáng một cốt tàn dù để nôm nha các bạn.
Rồi còn mấy cái mỏ vịt này thì mai mốt mình sửa rế nó sau. Nó làm rế hình quái, hình thú, hay là mai mốt rế nó ra đẹp thì mình có thể mình làm rế nôm cho nó. Nó tùy theo sự sắp xếp của cái rế nó ra các bạn. Rồi mình cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi hết video của mình. Mình xin chào tất cả các bạn nhé. Chúc các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe và thành công. Rồi sau này từ từ mình sẽ cập nhật lại mấy cây này cho các bạn xem. Rồi mình xin chào.